Hello, chào tất cả bà con nha. Thì hôm nay Phan tiếp tục quay hai con xe này cho bà con xem ha. Thì chiếc xe này thì hôm trước mình cũng có quay review rồi, nhưng mà có rất là nhiều bà con nói là Phan Anh quay không được kỹ lắm. Thì bây giờ Phan Anh cũng mang cho tẩy rửa ha, cho anh em ở Sài Gòn này tẩy và rửa, làm cái động cơ để cho nó đẹp và tất cả những chi tiết luôn cho nó đẹp để mình quay review lên cho anh em xem ha. Thì chiếc xe này nó là dòng Ford Bred. Bây giờ em quay sơ dòng, em bắt đầu là để anh lấy cái giấy tờ anh xem luôn. Là chiếc Ford Bred. Chiếc Ford này thì bên Pháp Anh cũng đã được chủ ha. Trước đây người ta cũng ký ủy quyền rồi. Là màu đen ha, biển số 34A. Màu đen, xe Đà Nẵng. Và tiếp tục đây là chiếc Innova. Innova này thì đời biển số 79 ha. Đời 2008. Cam Lâm tại Nha Trang luôn. Thì chiếc xe này thì nó là Innova Z. Xe thì rất là đẹp. Hôm kia mình cũng về mấy chiếc mà mình bán rồi. Thì bà con biết rồi đó. Từ sáng giờ Phan cũng bán bên bãi, hiện bên bãi bán cũng được cả mấy chiếc rồi. Bên bãi kia hiện bây giờ Phan đang bán là được 3 chiếc là đang khách hàng đang xem rồi. Là có một cái video đầu tiên thì hiện giờ chiếc xe đó đang dọn và đang làm luôn, đang chỉnh sửa. Cái gầm này nó dơ lắm. Mấy xe này chứ ngày nào mình cũng rửa, tại vì sao không biết không? Bụi bẩn. Với những cái nền mà nền đất ở khu vực đây nè nó bốc lên. Xe này là Innova hàng Z nha, xe rất là ok luôn. Anh em có thể là sẽ đến trực tiếp xem ha. Xe này mình đang bán cái giá chỉ có 200 triệu thôi, 200 triệu cái xe này. Có 200 triệu xe này. Xe này nội thất và tất cả những cái chi tiết là rất là tốt. Nó là Innova Z bạc ha. Động cơ xe này nó là 2.0. Máy này, sạch sẽ ha. Máy là mình tính tẩy rửa luôn, nhưng mà mình thấy cái máy nó cũng không có gì nên mình để im luôn ha. Anh em nhìn thấy không? Và anh em bà con nào muốn mua cái xe này thì hãy đến trực tiếp xem cái xe này nha. Thì riêng ngày hôm nay Pháp Anh sẽ có một cái mà gọi là khuyến mãi đặc biệt ha, dành cho tất cả bà con mình. Thì chiếc xe bên Pháp Anh ha, từ sáng giờ mình cũng bán cũng được rất là nhiều xe ha. Thì bà con cũng thấy những cái video lúc nãy mình có nói rồi. Thì hai chiếc xe này mình đang cho tẩy rửa và mình sẽ quay và bán với thêm một chiếc Ford Bred này nữa. Đó, đời 2005 luôn. Xe thì máy dầu, động cơ máy dầu luôn, diesel. Cho bà con mình xem cái động cơ luôn. Đăng kiểm này tháng 9 năm 2021, mình dài, đời 2005, màu đen. Đó, động cơ máy dầu ha.
nhìn thấy không? Cái miếng dầu ở đây là thắng ABS ha, miếng dầu luôn, chồng này đi thì cực kỳ bền nha. Nhìn là máy dầu thôi nhưng mà nổ rất là êm, không có ồn không gì hết ha. Bánh vỏ dòng này thì nó còn khoảng cỡ, vỏ trước thì 80-90%, vỏ sau này thì nó còn khoảng cỡ 50% thôi. Thắt cốt thấy không? À, cái chất xe này thì nó bị mất cái bánh treo sau rồi, nhưng mà mình nói chung là cái xe này mình thấy cái giá nó rất là rẻ và nó rất là hợp lý, và cái bánh treo sau này nó cũng không bao nhiêu tiền á. Nếu mà anh em thích thì có thể là mình sẽ mua cho bà con ha. Nội thất thì rất là sạch và đẹp. Vỏ phía sau này cũng vậy. Rất là ok. Cái chiếc Innova kế bên này, chiếc hai chiếc xe này là đồng giá hết nha bà con, đồng giá hết luôn. Là đồng giá 200 triệu. À, xe này là hai màn hình, một màn hình hai dàn lạnh chứ, hai dàn lạnh ha, hai dàn lạnh. Dòng này là Innova hàng Z, xe này là xe hồi xưa nó là taxi nha, nhưng mà đã được chủ người ta về gia đình cũng rất là lâu rồi ha. Và hiện giờ thì chủ ha, cái chủ nói chung là người ta mua cách đây mấy năm là người ta cũng đầu tư hết rồi, và người ta cũng lên hết tất cả những cái chi tiết, ví dụ như cái vô lăng của nó đúng của 3 chấu mà này vô lăng lên 4 chấu rồi ha. Và chiếc xe Innova ngày hôm nay nè bà con, nó là dòng Z, thì với chiếc xe này thì hiện giờ là bên bãi và anh đang bán là 200 triệu, nhưng mà anh em nào mua ha, mua trong ngày hôm nay nè, thì anh sẽ giảm cho bà con ha, với cái giá ưu tiên nhất. Và hai chiếc luôn, hai chiếc xe này mình sẽ giảm cho bà con với cái giá ok nhất, để bà con mình là mua về đi gia đình cho thật tốt nha. Thì đây là chiếc Innova đời 2008 nha, thì anh sẽ giảm cho bà con ha. Như chiếc này thì anh em mua thì anh sẽ giảm cho bà con là 3 triệu nha. Còn cái chiếc Ford Ranger này cũng vậy nè, Ford Ranger là đời 2005, mới dầu hai cầu luôn ha. Xe này đặc biệt là hai cầu nha, hai cầu nó hai cần số. Thì chiếc này là đang bán cũng 200 triệu luôn, mà fan sẽ giảm cho bà con 3 triệu luôn nha. Vậy là tổng cộng hai xe này đang còn 197 triệu nha bà con. Thì bà con muốn mua hai xe này thì hãy liên hệ trực tiếp, và hai xe này hồ sơ đều ok hết, pháp lý rõ ràng hết nha.
Cho nên là bà con muốn mua xe nào thì cứ liên hệ ngay Pháp Anh để Pháp Anh sẽ bàn giao và mang xe về gia đình. Và bà con có thể là đổi hoặc là mua bán. Ví dụ như bà con đang có một cái xe nào đó mà cảm thấy không ok, hoặc là chạy không ngon, hoặc là đời thấp, thì có thể sẽ mang đây đổi cho mình. Mình sẽ mang cái xe bà con về, mang đi chỉnh sửa và tẩy rửa làm cho đẹp lại, sẽ đăng bán tiếp nha bà con. Tôi hẹn gặp tất cả bà con những video tiếp theo. Thì cái xe này mình đang giảm giá nha, chỉ còn 197 triệu nha bà con.